Hi, xin chào quý vị và các bạn thân mến. Trước mắt là con đường Lý Thường Kiệt, ở đây thuộc về phường 8, quận Tân Bình. Thì hôm nay mình sẽ đi vào trong một ngôi chợ này có tên là chợ Ông Địa, để quay lại cái cảnh sinh hoạt và buôn bán ở khu vực trong Sài Gòn này như thế nào nha. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Ở đây có bán hàng bông nè, có cải nè, có bột ngọt nè. Có một anh đang chở đồ hàng bông ha, có thể lấy hàng về bán. À, đây là con đường ở trong hẻm nha, còn cái đường Lý Thường Kiệt lớn ở bên ngoài, còn đây là không còn hẻm. Đây thuộc được phường 8, quận Tân Bình, nhưng mà nó vẫn còn được mang tên là con đường Lý Thường Kiệt. À, đây là khung cảnh bên ngoài của khu vực chợ đây. Trước đó có tàu bổ nè. Ở phía trước có một cô đang gọt thơm nha. Đây cô này nè. Dạ rồi, dạ rồi. Cô đang gọt thơm để bán nha. Để mình đi một qua một lượt ở trong cái trong con đường bên ngoài trước, rồi xong mình sẽ đi vào trong khu vực chợ, quay cho các bạn xem nha. Ở đây có bán một số loại trái cây nè, có quýt nè, lê nè, táo nè, có măng cụt nè, có cái này gọi là nhãn bắp ha. À, đây là nhãn bắp. Ở đây có để giá nè, 25.000 đồng một ký mận. Xoài keo. Ở đây là bưởi. Ở trên có vài cái bưởi da xanh rất là lớn luôn ha. Ở đây có bán hoa rất là đẹp luôn nè, có hoa cúc nè, hoa cúc màu vàng rất là tươi luôn. Đó, hoa li li nè. Đó. Cô gái bán hoa chứ không phải chụp hoa. Dạ. Ở phía trước có chuối nha, có cây cao nè, rồi có sushi sim nè. Người bán cũng đẹp luôn nè, trái cây cũng đẹp luôn nè. Đó. Ở đây có trái thằng lòng rất là tươi luôn nè, trái căng mọng luôn nè. Có trái mãng cầu. Có vũ sữa nè. Bán 25.000 cảm ơn cô nhiều nha. Ở đây có bắn bắp nè. Dạ. Ở đây trái cây rất là tươi luôn nha. Những trái cây rất là to, trái căng mọng luôn, đẹp luôn nha. Đây là cái con đường vào chợ nằm phía bên tay trái. Các bạn vào chợ là nằm bên tay trái của mình. À, cái khu vực này thì có buôn bán đồ ăn uống cũng rất là nhiều nè. Đầu tiên thì ở đây có bưởi da xanh nè, có hộp vịt nè. Ở đây có bánh tét nữa nha. Vậy vậy.
Ở đây trái bưởi da xanh rất là lớn luôn nè. Ủa, trái nào trái nấy rất là to ha. Trái này 2kg không hả cô? Dạ. Một trái bưởi da xanh vậy là 2,5kg. Rồi có loại 2kg nữa. Trái rất là lớn luôn nha. Dạ. Con cảm ơn cô. Đây cô có bán đầy đủ ha. Này có táo nè, có lê nè, có xoài nè, có quýt nè. Trong khu vực này thì buôn bán đồ ăn vặt nè, có một số loại chè, rồi xương sa, xương sáo. Thì ở bên đây người tập trung, đúng rồi. Chưa xíu không ạ? Chưa xíu nha. Dạ. Bên đây thì ta tập trung ăn cũng rất đông vào buổi sáng nha. Có món đồ ngọt. Ở đây có chè đó, sạc đồ của chị hết bán ha. Đây rồi, cảm ơn chị nha. Ở đây có cái khu vực bán bánh ướt rồi chả lụa nữa. Hình như đây là bún. Ở đây là bánh bún nè. Hả? Sáng mình bắt đầu mấy giờ mình bán hả cô? Bà bắt đầu mấy giờ mình bán ha? Dạ, 6:30 ha? Là bán đến tới buổi trưa luôn hả cô? Trưa. Dạ, khoảng 10 giờ 11 giờ đã hết hàng. Đây ở đây có món bún rất là ngon ha, bún chả nè. Nguyên một nồi súp rất là lớn. Súp lớn. Bún riêu. Dạ, bún riêu. À cái này là bún riêu nè các bạn. Cô bún có chả lụa nè, có chả quế nữa ha. Ngon chưa? Rất là ngon. Cảm ơn cô. Đây, ở đây có một cái gian hàng bán chè ha. Có này là xương sáo, cái này là sâm phải không sâm. Dạ sâm. Còn chè phía trước là chè gì ha? Củ năng. À chè củ năng này sâm bổ lượng. Sâm bổ lượng. À, đủ thứ chè ha, rất là nhiều món chè. Đây là chè thập cẩm. Tại sao sáng em đi đạp thể dục á? Ừ, cái này để cho nó... Thôi thôi, 20 giờ cô ơi, ở bên đây có bún riêu, canh bún ha. À, có một số loại rau nhìn rất là ngon luôn nè. Ở đây có hủ tiếu Nam Vang nè, có mì Hoành Thánh nè, nùi bánh canh.
Ở phía trước có một cái cô đang bán vé số nha. Ở đây có bánh lọt nè, rồi có dâu câu. Đây có chè nha, chè ngon quá. Ở đây có khoai chiên nha, khoai lang chiên nè. Bến khu vực thì bán giày dép, túi xách là nhiều ha. Có một cái chỗ bán bánh bột lọc. Bánh bột lọc này thì nó xuất xứ từ Huế ha. Ở trong nó nhân là có tôm này hoặc là tép này, rồi ăn mình sẽ ăn kèm với chả lụa và chúng ta sẽ làm nước mắm cho ngon ngon hoặc ăn chung rất là ngon luôn nha. Ở đây cái chả bản cầu à, cái samuche nè, cái trái kiwi nữa. Trứng, ở đây có rất là nhiều trứng vịt luôn nha, trứng vịt kể cả trứng gà nữa. Đúng rồi, dạ. Sáng kêu em, chưa chưa chị kêu em. Ở đây có bánh củ hành nè, củ tỏi nè, có cả tôm khô, tép khô nữa nè. Chế bí gợi rất là to luôn nha. Chế bí này mọi người ta nấu bí hành dừa ăn là ngon hết sảy luôn nha. Có cây bạc hà nữa nè. Rất là nhiều rau củ tươi nha. Nước mắm Phan Thiết. Ở đây rất là nhiều rau củ tươi luôn nè. Bắp cải rồi khoai mỡ, khóm thơm. Một số rau gia vị như rau sắp cá rồi có rau thơm,
quế. Dạ. Ở đây có bó hoa nè. Yeah. Ở đây bán rất nhiều hoa anh nha, hoa cúc màu vàng tươi đẹp, rất là đẹp luôn. Bán rất là nhiều đồ hũ luôn nè, đồ chai rất là nhiều. Ở trên đó là cũng chắc đồ chai nữa ha, phải không anh? Ở trên đó là cũng là đồ tương luôn phải không? Đồ mặn. À, trên đó chả cá, đây có đồ hũ. Ở trên đó là chả cá phải không? À, ở trên đây là có chả cá nha. Ở trước này có đồ hũ nữa nè. Cảm ơn anh nhiều nha. Xoài, lá xoài keo, ở phía trong đó là dưa gan. Ở khu vực này thì đông, rất là đông người ha, đông hơn khu vực này. Còn bên đây là khu vực bán thịt. Quay vàng hả? Dạ, không phải, quay làm kỷ niệm rồi. Kỷ niệm. Ở phía trước có quảng cá nè. Có hai con cá rất là lớn nha. Cá này có thu cái này có thu hả anh? Kêu con cá gì hả? Cá thu. Cá thu. Ồ, hai con cá. Phía trước có bán mực nha. Mực con, dạ, chụp hết luôn. Rồi, cảm ơn anh nha. Đây hai. Dạ, dạ. Cá này mình đã lấy xương ra rồi hả chị? Cá này lấy xương ra rồi hả? Dạ, phi lê nạc không nạc. Ở đây có ớt nè. Đồ tươi sống luôn nè, nghe chưa? Ở đó có cái cải nha. Ờ, cải nhiều. Tất cả những rau củ ở đây thì rất là tươi luôn nha. Cải ngon chưa? Dạ, em nói em rau củ này nhìn tươi. Tươi ngon, rất là tươi ngon. Dạ. Dạ. Nó 1 triệu mấy thôi. Bán đi lâu chưa hả chị? Bán đây lâu lâu rồi. Quê mình cũng ở đây luôn hả? Quê mình cũng ở đây luôn hả? Mà quê ở đâu? Ở đây có heo quay nha. Đó là sợ heo quay nha. À, giờ này là trong khu vực này mọi người đi chợ đến đây rất là đông nha. Bên trong đó có bán đồ tương nè, đậu hũ tương nè, có một số món tương. Đang
chay nha. Ở đây có mì căng, cái này gọi là mì căng phải không? Mì căng á. Dạ. Đồ chay, làm rất là ngon nha. Cái này đồ kho nè. Đây cô chiên đồ chả nè. Cái này gọi gì hả cô? Chả. Chả. Chả chay luôn đó hả cô? Đây là chả chay nha. Đó đậu hũ nè. Này là cá viên chay nè. Có đồ mặn luôn nha. Đó thịt kho. Đẹp kho nè. Có một cái thau cải ha, thau cải muối. Dạ. Ở đây có bán trái cây tươi nè, có số loại nhãn nè, rồi quýt nè, mặn nè, có trái đu đủ nữa. Ở đây có trái mận tàu rất là tươi luôn nè. Ở đây có những con tôm á, có tôm nè. Dạ. Đẹp. Ở bên trước đó có bông artichoke ha, có những cái dầu nè. Ở đây bán hộp vịt nè, hộp gà nè. Có đầy bán giá. Hộp gà thì 20.000 đồng một chục. 25.000 là hộp vịt, 25.000 một chục. Rồi, dầu này mình bán bao nhiêu ký hả cô? Dạ, 70.000 đồng một ký dầu ha. Này nó chua chua ngọt ngọt phải không cô? Cô cho con cái bọc con mua một mớ thôi. Dạ. Ở đây có củ sen ha, cho bà lớn. Dạ. Ở khu vực này bây giờ rất là đông người luôn nha mọi người, đi bắt đầu là giờ này là người mọi người đi đến đây rất là đông luôn. Ở đây có bán rất là nhiều loại khô luôn nè. Phía trong đó có khô cá lồng đông, cá lồng đông bay, loại khô đó đã xem đường sẵn. Rồi, mọi người mua về chỉ bắt giải và cho dầu lên sơ qua sơ lại là chín rồi nè.
con tờ 11 con chó mua em. À, đây có bánh bột lọc nữa nè. Ở đây có khoảng sáng nè. Ở bên kia là bán cá, cá biển nè, con cá biển rồi. Ở đây có mẫn xìa cầu sim nè, trái rất là tốt nha, trái tươi, ngon, 25 ngàn đồng một ký. Bơ sáp 40.000 đồng một ký. Còn đây là đồ đu đủ vàng ngọt 15.000 đồng một ký. Ở phía trước là mặn ăn phước là 15.000 đồng một ký. Gì vậy đại ca? Dạ. Chị nào đẹp là quay không? Ở đây có một xe bánh tằm, có cốc dẹp nữa nè, có khoai mì sợi nữa nè. Đó, ngon chưa? Rất là ngon. Dạ, một hộp vậy là bao nhiêu hết cô? 10 ngàn. Cô bán cho con một hộp cơm này đi. Ở đây là cơm dẹp nha, cơm dẹp ăn. Vừa ăn không hết cô? Vừa ăn luôn hả cô? Dạ, đừng có ngọt quá ha. Dạ, đó một hộp vậy là 10 ngàn đồng. Có đắp lạc không cô ơi? Một nắm bạc không nè. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Đây là cậu bán nha. Ăn là ngon. Còn có lóc lạc ngon nè cô. Chờ chứ này là đông nhất chưa hả cô?
Ờ, các bạn có thấy không, mọi người đi chợ đây hôm nay là một đường rất là đông nè, đi chúng ta phải chen vào đi nha. Đó là củ hành nha, củ hành tỏi, củ tỏi. Anh nói nửa ký 15 ngàn chị ơi. Ở đây có tỏi xay, hành xay, rồi có sả xay nữa. Cái cua gà kia, cua gà kia đẹp nhất. Dạ. Cua gà đó. Ở đây có chả lụa ha, có chả Huế nữa nè. Một đồ này bán sao hả cô? Chả Huế nè. Dạ đúng rồi. Dạ rồi tôi bán em một dạ một cây là 10 ngàn hả chị? Dạ dạ giờ bán em một cây nữa đi. Ở đây có bán khô gà nè, có chà bông nha. Là một cây bao nhiêu hả cô? 33 ngàn. 33 ha. Dạ một cây. Dạ dạ đủ rồi đó. Thằng trai cô đâu muốn mình tàn tật, đâu muốn mình phải đi ra giữa chợ đời cầm cha để mình nhờ từng người đúng chung. Đây là cái con đường vào trong chợ. Đây có bí đao nha, bí đao.
Trời ơi, dặm hàng rau có vậy đẹp quá hả? Dạ. Thấy không? Dạ. Thấy bà thấy không? Dặm hàng rau tôi hấp dẫn không? Trời ơi. Đẹp. Chụp gì luôn, lên mặn luôn. Dạ, dạ, có đủ rồi luôn nha. Rồi, dặm hàng này. Đó. Đó, chỗ bán đó. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Nguyên cái là hàng rau của cô đó hả? Dạ đúng rồi. Cô bán bao lâu đó? Ở đây bao lâu hả cô? Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm cũng tới trong chợ không hả? Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô mua mai bán đất. Bán đây càng ngày càng đắt hơn nha cô. Trời ơi sao hàng rau nó đẹp dữ ta? Đẹp. Ở đây ở cô cũng rau nè. Bà tay dầm sao? Bà tay đánh sắp á. Ở đây có bắp cải nha. Có củ tỏi nè. Dạ. Ở bên phía trong đó là có bán đồ tập quá nha, có những cái gia vị để chúng ta mua về nấu nướng nè. Phía trước đó là có bán bún nè. Đó. Dạ. Dạ đẹp, dạ đẹp. Nè, ngồi trên nè. Giờ này như là đi chợ chưa đông hết phải không? Chút nữa. Dạ. Chút nữa mới đông. Dạ dạ. Quay cái bà này bả trên cầu quen thử đẹp luôn, đẹp luôn hả? Đẹp nè, cô nhìn thấy nè. À, đô bà hai bà lại bà coi bà đổ cải nè. Đó. À. Bà lại bà coi bà nè. Đó, rồi bà mất tiêu rồi. Đang quay đây nè. Rồi cảm ơn. Ở đây có cà chua ha, chắc cà chua rất là. Cà chua cà chua. Cái đổ cà chua tao vô hình luôn. Cải xanh nè. Tôm cải, cải đỏ. Dưa leo ha, đây có cả bắp. Dưa leo. Dạ. Dạ. Có hiểu gì mẹ bằng mai sợ ông xã quánh thì sao? Chị đó hả? Chị nói thiệt hả? Nó chơi nó giỡn em hả? Vậy à? Để đem kiếm coi có ai em giới thiệu cho. Có chồng mà có ba cái đứa con được không? Chết rồi vậy là. Ba đứa con à? Dạ. Vậy là miễn bạn đi. Không có thiệt thì ai mà có mà đúng không? Dạ. Bà nó không có chồng rồi không có được vậy thôi chồng nó mẹ đi. Không ơi. Cháu chồng với mẹ. Ba lo, cháu ở đây có bán đồ phộng nha. Đi lựa nè. Ở đây có một cái bà ngoại bán rau ha. Bà bán đây lâu chưa bà? Bà bán đây 30 mấy năm. Giữ gì đó, mình cũng bán ở trong chợ này không hả bà? Dạ. Ba mấy năm vậy là thâm niên quá thế luôn rồi. Trời ơi. 85 lần. 85 tuổi. Dạ trời. Con chúc cho bà tôi sắp tới là mua mai bán đất ha, nhiều sức khỏe, dồi dào sức khỏe nha bà. Dạ dạ con cảm ơn bà. Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ con cảm ơn bà. Dạ dạ cảm ơn bà. Dạ. Ở đây có rất là nhiều loại như ớt nè. Ớt này là ớt sừng trâu không con, trái lớn nữa nè. Ớt sừng trâu cà bắp nè. Cảm ơn cô, để con đi về. Ở đây có cải ha, có hành nè. Đủ không?
Ở đây có bán một số trái cây nha. Ở đây có sabo chê nè, táo, rồi nó có quýt, thái, có mận. Ở đây có một thao giá ha. Ở đây là có gian hàng bán đồ ăn vặt nè. Ở đây có món khoai lang nha. Và có... Dạ, cô gái con trầu. Đây có bánh nha, ngon quá. À đây là bánh tét nè, bánh ú nè, ngon chưa? Dạ, gửi cho bà ảnh. Đây có bà bán đồ nè. Đó, bà bán đây là vàng mã ha. Đồ vàng mã, tiền. Đây, ở đây là một bà bán đây là 40-50 năm rồi đó. Đó, rất là lâu luôn. Đó. Con cảm ơn bà nhiều bà ơi. Ở đây có đậu hũ ha, đậu hũ ngon chưa? Ở đây có bắp hộp gà, hộp vịt nè, có tôm khô nha. Dữ hả, bán đây là 30 năm rồi đó hả chị? Dữ nha, ở đây có lạp xưởng nè. Tôm khô nè. Ở đây có vài loại đậu ha, có đậu xanh nè, đậu đen nè, đậu phộng nè. Ở đây có bánh khô nè. Dạ dạ. Ồ, ở đây anh có bán mắm nữa nha. Này là cá linh hả anh? Dạ, cá linh sẵn. Dạ, mắm cá linh. Này có cà pháo nè. Thiếu gì hết. Có lạc xưởng nè. Đây là rất là nhiều mắm nữa nè. Mắm ruốc nữa. Đó, có đủ mắm nữa nè. Đủ mắm nè. Có đủ tương luôn đây đấy hả anh? Dạ. Đây có đủ tương, rồi dưa tương, rồi dưa leo nè. Đó, ngon chưa? Rất là ngon luôn. Ở đây có một người bán bánh ướt nha, cá bún nè, cá giá nè. Có đậu hũ nè. Có bánh ướt ha, à đây có bánh tằm nè, rồi bún nè. Có mít mình nè nha. À đây là mít dừa ha. Có cam nè. Ở đây có khoai lang nè, này có muối sấy nữa ha, có bánh bò đây nè, ngon chưa? Đậu phộng, có cả khoai mì nữa nè. Ở giờ này người ta đi chợ chưa đông hả chị? Dạ, chưa đông, 9 giờ, khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ mới đông. À, dạ, dạ, cảm ơn chị. Cái này bán làm sao hả chị? Đó, 30 ngàn. 30 ngàn đồng một ký. À, chị cần em nửa ký này đi hả chị? Nó vừa ăn hả chị? Vừa ăn ngon. Khoai là 30 ngàn đồng một ký. Em nấu nước dừa đó. À, giờ còn bánh này, loại bánh này bao nhiêu một cái hả chị? Bánh này 3.000 cái. À, dạ 3.000 một cái ha. Nhưng cái trong đó là những đậu xanh. Đậu xanh, nhưng ngọt hả chị? Là, gọi là bánh ú nước cho. Dạ, bánh ú nước cho. Bán. Dạ. Khoai mì này à, có nước cốt ăn rồi là ngon này ha. Cái này ăn có bị nhẫn không hả chị? Không. Dạ, cái này đúng anh. Chị em gửi tiền.
Tại vì có bán đồ ăn nữa. Cái trà với cái đồ bên kia.